Xin cho nhìn khắp nha. Đi càng nhiều đỉnh nó có kiến bò nó đau bước đi được. Em bị bao nhiêu năm rồi? Dạ em bị 3 tháng. Bị liệt điểm của cái cuộc sống. Rồi từ đó thì khi mà bị phát hiện liệt điểm cuộc sống ấy, thì cái điều đầu tiên á là cái cảm giác tê của cái điều mà nguy hiểm của cái cột sống cổ này nè, là khi bị cột sống cổ thì dần dần sẽ bị cột sống lưng, và rõ ràng em này đang có dấu hiệu của chèn cái cột sống lưng, cho nên nó chèn cái dây thần kinh và nó làm cho tê cái chân bên phải. Rồi tới này, và đặc biệt á là khi mình chữa cái một người mà bị vấn đề một cuộc sống á, thì mọi người nhìn cái cách chữa của tôi á là mình chỉ mới có chữa cái tai thôi ha, thì cái người nó cũng đã ổn rồi đấy. Rồi khi tôi nắm được vậy là tôi xoay nè, thấy chưa, thì khi xoay vậy là người bệnh cũng đã thấy dễ chịu rồi nè, thấy chưa, mọi người thấy không? Rồi khi xoay vậy xong rồi thì mình để cho cái người ta nhẹ nhàng nè, mọi người chú ý nghe tôi nha, nghe gì không? Chắc. Em nghe gì không? Chắc. Nghe. Nó giả rồi ha. Cứ để tuột. Tuột này nóng sướng. Cái bài mình làm giữa cái đốt sống thì bấm điều hết năm ngón rồi đi tới luôn coi. Mọi người nhìn bây giờ cái dáng đi khác chưa, hồi nãy là đi chân lên chân xuống thấp á, ok rồi, giờ thấy chưa rồi ha, rồi cảm ơn thầy, cảm ơn thầy.